lesson, and today we are going to learn grammar. Cô chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học phần ngữ pháp của chương trình I Learn Smart Words lớp 7. Sách giáo khoa của mình là ở trang số 29 nha các em. Rồi, trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cái cách sử dụng từ should, less và từ how about để làm một cái lời đề nghị. Vậy thì trước tiên, bây giờ các em sẽ nghe và lặp lại cho cô nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ listen and repeat, alright? Unit 4. Community Services. Lesson 1. Track 37. Grammar. Listen and repeat. I think we should organize a fun run. How about selling cakes? Let's wash cars. All right, listen again. Track 37. Grammar. Listen and repeat. I think we should organize a fun run. How about selling cakes? Let's wash cars. All right. I think we should organize a fun run. How about selling cakes? Let's wash cars. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là make suggestion có nghĩa là gì? Cái chữ make suggestion này có nghĩa là đưa ra một cái lời đề nghị. Đưa ra một cái lời đề nghị, hay cô nói cách khác là đưa ra ý kiến của mình á. Chị thì chúng ta, em thấy ở đây có ba câu đều đưa ra một ý kiến. Và ý kiến này nhằm xây dựng nên những cái community fundraiser. Đó là những cái ý tưởng về cái quyên góp cộng đồng. Vậy thì bạn nam này, bạn ấy có một cái ý tưởng và bạn ấy đưa ra một cái lời đề nghị đó rằng: tôi nghĩ rằng chúng ta nên, chữ should này có nghĩa là nên, chúng ta nên tổ chức một cuộc thi chạy vui, chạy cho vui á, fun run. Rồi còn bạn nữ này thì sao? Bạn ấy cũng đưa ra một cái ý kiến, đó là how about selling cakes? Ủa, còn việc bán bánh thì sao? Bán bánh để quyên góp tiền cho cộng đồng. Tất cả những cái việc làm của ba bạn này đưa ra đều là để làm cho cộng đồng. Thì mấy bạn đang làm một cái đề nghị ha. Rồi còn bạn nữ ở góc bên trái này thì bạn ấy đưa ra một cái ý kiến, đó là let's wash cars. Hãy rửa xe ô tô. Rửa xe ô tô nhằm mục đích cũng là quyên góp tiền, fundraiser nè. Quyên góp tiền để làm việc cộng đồng, như giúp đỡ những trẻ em khó khăn gì đó. Thì em thấy cái cấu trúc là we should, how about, less. Ba cái cấu trúc này dùng để nói lên một cái lời đề nghị ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngữ pháp đằng sau những từ này, chúng ta sẽ cộng với loại từ như thế nào. Các em nhìn cho cô ở bên tay phải, góc phải của mình. Đầu tiên đó là mẫu câu với should. Thì từ should này cô nhắc lại, nó có nghĩa là nên. Should này có nghĩa là nên. Và should này cộng với một động từ nguyên mẫu cho cô. Các em nhớ ghi vào nha. Bare infinitive có nghĩa là động từ nguyên mẫu. Ví dụ như cái câu của bạn nam này đi. I think we should organize. Thì cái chữ organize này là một động từ. Nó đang ở dạng nguyên mẫu nha các em. Nó đang ở dạng nguyên mẫu nè. Đó. Hoặc là cái câu ví dụ ở trong phần số 1, we should put run for fun on the poster. Chúng ta nên đặt từ run for fun trên cái poster, trên cái tấm quảng cáo. Vậy thì lúc này em thấy từ put này cũng là một động từ nguyên mẫu. Vậy chưa nè? Vậy nói tóm lại là gì? Should cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi cấu trúc tiếp theo đó là cấu trúc với từ less. Less này nó có nghĩa là hãy làm cái gì đó ở phía sau nha, mình làm cái gì đó ở phía sau. Và less này cộng với động từ nguyên mẫu giống y như từ should luôn,
chỉ khác nghĩa thôi. Should là nên, còn less là hãy, hãy làm cái gì đó. Ví dụ nè, bạn nữ bên đây, bạn ấy nói là let's wash cars. Wash là động từ nguyên mẫu, hãy rửa những xe ô tô. À, còn cái câu ví dụ ở trong sách của mình nè, let's have a fun run. Hãy tổ chức một cuộc thi chạy cho vui. Let's have a fun run. Thì chữ have này cũng là nguyên mẫu này nha các em. Thấy chưa? Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc let's cộng với not cộng với động từ nguyên mẫu để làm một cái lời đề nghị mà theo cái ý nghĩa phủ định. Ví dụ nè, let's not argue about this. Mình đưa ra một cái lời đề nghị, hãy dừng tranh luận về điều này. Let's not argue about this. Argue là tranh luận ha. Hãy dừng việc tranh luận về việc này. This. Đó, vậy thì nhớ cho cô cấu trúc nha. Let's cộng với động từ nguyên mẫu, should cộng với động từ nguyên mẫu. Cấu trúc tiếp theo nữa đó là cấu trúc với how about. How about hoặc là what about đều có nghĩa là như nhau. Nó có nghĩa là còn cái gì đó thì sao, còn chấm 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 thì sao. Em sẽ đặt cái chấm 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 ở cái động từ thêm in này, em dịch vô nè. Thì cái cấu trúc của nó là how about cộng với động từ thêm in, ing, thêm in vào. Ví dụ như em nhìn cái câu của bạn nữ bên đây đi ha. Bạn ấy nói là how about selling cakes? Còn việc bán bánh thì sao? Còn việc bán bánh thì sao? À, vậy thì chữ selling chúng ta thêm in vào chữ sell. Sell có nghĩa là bán. Selling là từ sell mà đã thêm in rồi. Thì cấu trúc ngữ pháp của how about là như vậy. Các em nhìn cho cô câu ví dụ trong cái khung. How about organizing a craft fair? How about organizing a craft fair? Còn việc tổ chức một hội chợ mỹ nghệ, hội chợ thủ công thì sao? À vậy thì lúc này em thấy cái chữ organize, người ta đã thêm in vào, thấy chưa? Bạn nam này nè, bạn ấy nói chữ organize này nguyên mẫu này chưa? Còn thêm in vào thì sẽ như thế này mới đúng. How about organizing a craft fair? À vậy thì cái cấu trúc này chỉ có how about cộng với in thôi, còn mấy cái kia suốt với let là cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi, cấu trúc tiếp theo đó là how about cộng với một subject cộng với động từ hỏi thì hiện tại đơn cho cô. Em có cấu trúc là how about subject verb present simple, động từ nguyên mẫu nha. À, động từ này present simple chia hỏi thì hiện tại đơn cho cô. Cô lấy ví dụ, how about we organize a bake sale? Còn việc chúng ta tổ chức một cái buổi bán bánh thì sao? Đó, nhớ cho cô nha. Chủ ngữ rồi tới động từ, chia ở thì hiện tại đơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nha. Bài tập B. Fill in the blanks with less, should or how about. Cô nhắc lại nha. Chữ less này cộng với động từ nguyên mẫu, should cộng với động từ nguyên mẫu và how about cộng với động từ thêm in. Nhớ cấu trúc này cho cô nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn động từ ở phía sau thôi là được. Đầu tiên là organize. Organize thì là less. Tại sao không dùng should? Tại vì câu này không có chủ ngữ thì không có được dùng should. Phải có chủ ngữ mới được dùng should. À. Câu số 2 là một câu hỏi. Vậy thì câu hỏi ở đây chúng ta phải chọn từ nào cho thích hợp đây? Em thấy đây là một câu hỏi mà kế bên là từ we, rồi have a craft fair. À vậy thì ở đây cấu trúc của câu số 4 nè. How about we have a craft fair? We cộng với động từ chia ở thì hiện tại đơn nè, thấy chưa? Vậy thì ở đây câu số 2 chúng ta sẽ điền how about. Rồi, câu số 3, em thấy cái chữ not organized thì cấu trúc này chính là cấu trúc của từ less. Em điền cho cô số 3 là less. Số 4, đây là một câu hỏi mà động từ thêm in vào organizing. Vậy thì em biết đây là how about.
Rồi số 5. Quy là chủ từ, have là động từ nguyên mẫu, vậy điền vào chữ should. Câu số 6, đây là câu hỏi, chị tiếp tục how about tiếp. Hãy thấy câu hỏi là how about nha. Alright, let's move into task C. Circle the correct words. Em hãy khoanh tròn vào từ đúng cho cô. Hai cái từ mà người ta in nghiêng á, chúng ta khoanh vào cái từ cho đúng. Ví dụ nha, ví dụ như câu số 1 nè. A bake sale will raise more money than a raffle fair. Let's not make some pies to sell this weekend. Bây giờ em sẽ khoanh chữ less hay là less not, hãy hay là hãy đừng, hãy không. Thì chúng ta phải dịch ra câu này. Bán bánh sẽ quyên góp nhiều tiền hơn là hội chợ mỹ nghệ. Hãy làm một vài cái bánh pie để bán vào tuần này. À vậy thì lúc này mình sẽ chọn less thôi. Bây giờ tới câu số 2. Chúng ta nên hay là không nên nha, em coi coi. Charge money for the fun run. Charge là chi trả tiền cho cuộc thi chạy, cho vui. More people will come if it's free. Nhiều người sẽ đến hơn nếu như nó miễn phí. Vậy thì chúng ta sẽ không có đánh, không có chi trả tiền. À, không có track là thu tiền á, không có thu tiền cho cái cuộc thi chạy này. Tại vì nhiều người sẽ đến nếu mà nó free. Vì nếu như chúng ta chạc tiền thì lúc này nó sẽ ít người đến. Thì chúng ta mong muốn nhiều người đến thì không nên track money. Shouldn't. Câu số 2 chúng ta sẽ chọn từ shouldn't. Rồi bây giờ tới câu số 3. Bây giờ em sẽ chọn less hay là less not nha. Có một have the raft fair, có một hội chợ thủ công tại phòng tập gym của trường. Nó thì quá nhỏ to fit để chứa nhiều người ha. Vậy thì lúc này là không nên, hãy nên tổ chức hay là không, hãy đừng tổ chức, hãy nên hay hãy đừng, less hay là less not nè. Quá nhỏ để chứa nhiều người, vậy thì đừng tổ chức. Phải chứa một không gian lớn thì mình mới tổ chức được, đúng không nè. Vậy cho nên chúng ta sẽ chọn từ less not. Câu số 4. My teacher said she should or shouldn't ask our parents. Giáo viên của tôi nói chúng tôi nên hay không nên nha. Yêu cầu ba mẹ của chúng tôi quyên góp những cái quần áo cũ bởi vì chúng tôi không cần chúng. À vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn should, nên. Chúng ta nên nói với ba mẹ nên quyên góp những quần áo cũ ha. Tiếp tục, đó là câu số 5. The weather report said, bản tin thời tiết nói rằng it will rain this weekend. Trời sẽ mưa vào tuần này. We có một cái sự kiện bên ngoài. Vậy thì chúng ta nên có hay là không nên có nè. Trời sẽ mưa, vậy thì shouldn't, không nên có sự kiện bên ngoài. Mà phải có sự kiện inside ở bên trong á. Và câu cuối cùng. Tôi không giỏi trong việc thiết kế tấm quảng cáo. Hãy yêu cầu chị của bạn giúp bởi vì cô ấy là họa sĩ. À vậy thì lúc này chúng ta hãy hay là hãy đừng nè, hãy less đúng không? Rồi, bây giờ các em sửa bài vào cho cô nhé. Alright, thank you very much. We stop in here and see you next lesson. Goodbye.